nhà Mươi, rạng rỡ được cười cùng hai con. Nhanh tay truy cập website hacom.vn, ưu đãi lên đến 30% từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Ai bảo là phụ nữ chúng tôi thì không biết gì về công nghệ. Bây giờ ai đi làm mà chả cần dùng máy tính. Với những dòng laptop mỏng gọn nhẹ sẽ rất phù hợp với những chị em nào thích sự gọn gàng và tiện dụng. Yêu màu hồng, ghét sự giả dối, đây sẽ là những phụ kiện để giúp chị em thể hiện cá tính cá nhân cũng như khẳng định được dấu ấn. Các anh mà mua cho người yêu hay người thân ý thì đảm bảo là mê mệt luôn. Ai bảo chị phụ nữ mới thích màu hồng. Hacom xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn luôn tự tin, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng ngày 20 tháng 10.